Đây là cái cụm la răng của cái Ford Ranger Wildtrak 2018-2019. Đây là la răng ở phía sau. Và phía trước để các bạn có cái nhìn tổng quan về cái sản phẩm này. Tiếp đến đây là cái cụm la răng của cái phiên bản Ford Ranger Wildtrak 2020. Thì chúng tôi sẽ có cái video để so sánh giữa cái phiên bản mới này và cái phiên bản mà 2018-2019 nó khác nhau ở điểm nào. Đây ạ, mời các bạn cùng đón xem ạ. Đây là cái cụm la răng của cái phiên bản 2020 cho chúng ta cùng nhìn về tổng quan. Các bạn quan tâm đến kênh Vua Xe thì rất mong quý vị và bạn có thể đăng ký kênh để theo dõi những video mới và những video hot. Chúng tôi cập nhật mới nhất.